Chào các bạn trở lại. Hải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Bài khấn cúng ông bà gia tiên. Cúng ông bà là văn hóa đẹp của người Việt để tưởng nhớ tri ân của người quá cố, của người còn tại thế cổ dương. Việc báo ơn với tổ tiên quý báu nhất của người còn sống chính là nghĩ thiện, nói thiện, làm lành chánh ác. Xính lễ theo mẫu hoặc tùy tâm thành, khuyến nghị các vị nên cúng chay, nên giảm sát sanh. Đừng vì tế lễ ông bà hay tế lễ thần linh mà lại sát sanh, phước không thêm mà nghiệp tội lại dày. Hải Toàn xin chia sẻ bài cúng cuối năm. Bài này đề cập về cúng ông bà gia tiên, hướng dẫn các vị cách cúng chân thiện. Cúng ít được nhiều, tâm thành việc sẽ ứng. Những lưu ý khi cúng kiến. Trước tiên nên được sự thông cảm đồng thuận của những người sống trong gia đình. Xính lễ nên vừa phải, nên giảm sát sanh. Có đốt giấy tiền, có khóa giấy tiền bằng mã thì nên dùng thùng inox chuyên dụng để đốt. Cẩn thận lửa cháy và cẩn thận tránh bụi bay khắp sân ảnh hưởng hàng xóm. Nếu có xảy ra xin mở lời cảm thông với họ. Hải Toàn luôn muốn các vị cúng trong phước lành, cúng kiến trong tâm thành. Về xính lễ như thế nào tùy vào văn hóa mỗi vùng mỗi nhà. Dù xính lễ có ít hay nhiều, trang trọng như thế nào cũng là hình thức, không quan trọng bằng tâm thành của mỗi người. Người có tâm thành, xính lễ đầy đủ thì đó chính là cúng ít được nhiều, cúng ít được phước báo lớn. Các vị có thể đốt giấy tiền hoặc là không đốt cũng không sao. Sự đồng thuận trong gia đình là tốt lành. Có những người khuyên ta không nên đốt giấy tiền, không nên đốt cho ông bà, vì đây là một sự lãng phí. Hải Toàn xin thưa, một vị tổ chỉ dạy, nếu ngăn chặn việc đốt giấy tiền này, khác nào ngăn đường tài lộc, ngăn đường tiền tài đến với người đã mất. Vì trong lục đạo, vẫn có cõi xài tiền. Vì vậy, việc đốt giấy tiền này còn tùy vào điều kiện nơi chốn. Việc cúng kiến là cung cấp dưỡng nuôi cho người cõi âm tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Tuy nhiên, để ông bà tổ tiên an lòng nơi cõi lành, chúng ta cần quân bình thuần dương, đối đãi tốt với những người đang sống bên cạnh. Đó chính là linh đơn, là phước báo. Vào ngày 23 tháng chạp, vào buổi trưa hay chiều, ta có thể nấu cơm cúng rất là tiện. Nếu có cúng cả bàn Phật, bàn Thánh Tiên, thổ thần, thổ địa, thần tài, hay là ông Táo, bàn gia tiên. Nếu tất cả cúng cùng ngày 23 thì có lợi cho mình và ông bà tổ tiên. Lý do là ngày 23 ông bà gia tiên được về trời gặp tổ tiên của mình để xin phước lộc. Vào ngày 25 ông bà gia tiên hội họp gia đạo để nắm tin tức năm mới đem phước lộc cho con cháu. Vào ngày 25 này không nên dọn bàn thờ. Vào sáng 30 Tết ta nên khấn trước bàn thờ, rước tất cả ơn trên ông bà về với nhà của mình. Trưa chiều ta cúng sau cũng được. Khi đốt giấy tiền, gồm có các sách vải, vải ông, vải bà và cả tiền mã, nội ngoại đốt cả nội ngoại cho hai bên. Trong 3 ngày Tết, mỗi ngày cúng và đốt một ít giấy tiền bằng mã cho ông bà, để ông bà có tiền sử dụng trong những ngày Tết. Vì thế ông bà gia tiên ở nhà mình đón xuân, ăn Tết, thọ hộ cho con cháu quanh năm. Cúng Tết và chu Tết, 3 ngày Tết cúng cho ông bà gia tiên. Cúng thôi không có đưa ông bà đi. Vì ông bà thích ông bà đi hay không là quyền của ông bà. Người có thờ phụng hoặc không có bàn thờ đều được gia hộ nếu tâm của mình thành. Khi đó ông bà gia tiên đi là do ông bà, do ông bà quyết định chứ ta không đưa đi. Những lời Hải Toàn vừa chia sẻ là từ vị thầy tâm linh, dành cho những ai luôn tin tưởng vào sự gia hộ của ông trên. Riêng bản thân Hải Toàn, với những người đã mất, mình không nên làm phiền họ. Nếu có tưởng nhớ, chỉ nên để trong lòng. Vì vậy, việc chia sẻ này, nếu bạn cảm thấy vế nào phù hợp thì áp dụng theo, không nên quá cứng nhắc. Về bộ giấy tiền cúng ông bà, ta có 2 bộ. Tuy nhiên, vào ngày 30, đốt cả 4 bộ áo, 2 áo nam và 2 áo nữ, tức 2 áo ông và 2 áo bà. Về xính lễ, Hải Toàn khuyên chư vị nếu có thể nên cúng chay. Xính lễ thế nào tùy vào vùng miền. Xính lễ to nhỏ nhiều ít chỉ là hình thức. Tâm thành tâm thiện là báo vật khi cúng kiến.
Riêng sính lễ cúng ông bà có thể kèm theo những món ông bà ngày xưa yêu thích. Về văn khấn, có một bài đưa ông bà gia tiên, đưa ông bà gia tiên về trời, và có một bài đưa ông bà gia tiên, xin lỗi, đưa ông bà gia tiên về nhà. Mời các bạn vào website tải bản đầy đủ. Lời kết của cúng ông bà gia tiên: ăn quả như kẻ trồng cây, uống nước như nguồn, là chân ngôn thiện lương của người Việt biết quý trọng nguồn gốc. Việc cúng kiến ông bà gia tiên là để tưởng nhớ tri ân người quá cố của những người còn tại thế cõi dương. Thật lòng thì ông bà mình về cõi lành lâu rồi, đã tái sinh từ bao giờ, dù có nhớ thế nào cũng không nên thường xuyên nhắc họ, để họ không vương vấn cõi trần. Nếu có nhớ, hãy để trong lòng. Bàn thờ gia tiên là để tưởng nhớ, để dạy bảo con cháu, kể cho chúng nghe những nét đẹp truyền thống này. Việc tưởng nhớ giá trị nhất để gia tiên yên nghỉ yên lòng nhất chính là sống thiện, sống lành, làm lành tránh ác, ngày ngày huân tập điều lành sẽ được ơn trên gia hộ. Mời các bạn xem thêm các video cúng ông Táo thần tài thổ địa và cúng 30 Tết. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc. Khi chư vị tĩnh lặng quan sát trên bàn thờ, chỉ cần nhìn vào hoa quả đèn là có thể thấu đạt được việc thờ phụng lẫn đời sống. Đèn đại diện cho trí tuệ, người có trí sẽ không than trời trách người. Không cầu khẩn thần linh mà thiếu nỗ lực, người có trí không tổn người vì tổn người là hại mình. Vì vậy, đèn trên bàn thờ đại diện cho sự soi sáng trong tâm. Hoa trên bàn thờ đại diện cho vô thường. Hoa có nở, hoa có đẹp, hoa có tàn, có làm, có mất, có sinh, có diệt. Giả dụ buôn bán ế ẩm, cần quan sát mọi khía cạnh trong công việc. Thời thế ra sao, vì có lúc này sẽ có lúc kia, đó chính là vô thường. Trái cây đại diện cho nhân quả thì không phải bàn, nhân nào quả ấy là lẽ tự nhiên. Hiểu được ba điều trên, các vị thờ phụng trong chánh niệm không bị cuốn vào thờ phụng thái quá hoặc chưa phù hợp. Thần Phật có thể gia hộ cho người thiện lành, nhưng thần Phật không vì chút chính lễ mà tiêu trừ nghiệp quả của mỗi người. Thờ phụng phù hợp là cân bằng phần âm, ngày ngày giữ thân ngữ ý thiện, với người với vật là cân bằng phần dương. Giữ được âm dương quân bình, biết mở lòng bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý, thì dù sinh thần bát tự của bạn không có tài phú, mệnh của bạn có kém về sức khỏe cũng có thể xoay chuyển được những phước báo ấy.